Cá này hơi bự nha các bạn. Dạ. Cái thằng dính ngay các bạn ơi. Qua con ơi, qua con, qua qua. Qua mới được nha. Dạ. Rồi xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì mình đi câu khai trương nha các bạn. Thì mình câu khoảng tiếng 2 tiếng đồng hồ gì đó. Thì mình cũng không biết rảnh giờ nào thì mình còn câu giờ đó nha. Thì hôm nay là mình đi câu khai trương. Thì hôm nay là ngày mùng 5 Tết nha các bạn. Mình đi câu cá lăng thứ như thế nào nha. Thì hôm dài mình cũng không có ra video gì nhiều chứ. Thì hôm nay mình đi câu cho cả nhà xem. Cá lăng thì nó có, nói chung là nó có quanh năm luôn nha các bạn. Nó sẽ có từ cái tháng mà nước bắt đầu dịch à, nó sẽ có tới mà tới tháng nước lên. Tháng nước lên nó chỉ ngưng trong vòng khoảng 2 tháng thôi. Mà trong vòng 2 tháng nó vẫn có cá lăng, nhưng mà cá nó sẽ không ăn mồi nha các bạn. Thì mình chỉ ngưng 2 tháng đó thôi, còn ngoài ra thì tháng nào nó cũng có cá lăng chứ. Tháng nào cũng có cá lăng chân, tùy theo các bạn câu mồi như thế nào nó mới ăn thôi. Thì hôm nay mình chỉ show ra bến là mình câu thôi nha các bạn. Lâu quá cái cảm giác cũng hơi bỡ ngỡ lạ lạ nè các bạn. Ở đây thì dây du lịch luôn, bá máy lên cục dây à. Chỗ này thì nước nó khoảng tầm 3,5-4m là cùng nha các bạn. Khoảng 4m là cùng rồi. Tại bè đây chút chút nhỏ nhỏ mà. Tại chỗ này là cái bãi. Con đầu tiên nha các bạn. Con đầu tiên nha. Mình tụt xuống điểm thứ hai mình câu. Ây da, trời trời. Dính được con thứ nhất. Con liền. Nước này chắc cũng còn nửa tiếng nữa là nước nó sắp lớn nha các bạn. Chắc cũng tới nửa tiếng rồi. Cái gì trời? Cá lăng. Nó giống cá dồ quá chứ. Dậy cái mảnh đi, cho nó dậy đi. Dậy nè. Dậy nè con. Nó biết rồi. Hoài áo bị nè, áo hoài phức áo hoài ta. Thank you.
quá sống các bạn ơi. Làm từng 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 nhíu. Cái gì chứ là hên giật mình quá vậy. Ừ.
Cá này hơi bự nha các bạn. Dạ. Cái này dính ngay các bạn ơi. Qua con ơi, qua con, qua qua. Qua mới được nha. Dạ. Lên. Quá sướng tay các bạn ơi. Đã từ lừng luôn. Quá đã luôn. Tính gì chưa? Sửa liền rồi các bạn ơi, quá trời gió với mỗi giò rồi. Lâu phục con cá cho bá nái sướng. Giấy câu nước sâu lâu quá ký quá. Để bữa nào hả câu? Nuôi nó cho nó bự chút đi. Vậy hả? Để mai câu luôn. Nguyên vậy luôn ha. Xuống đây rồi. Lâu lên cũng còn cá lăng nhiều. Ghê. Dây bọng gì đó. Đâu ai đó động gì đâu, lưới nó cũng được nữa. Nó nằm trên cơ con dây cái này nó nằm trên cơ mà nó đâu cắt đâu. Ừ. Sao mà câu tàn dính cá nhỏ nhỏ nhiều, cá bự thì nó ít vậy. Ờ dính lưới luôn thấy không? Ta luyện xuống ta nghe niệm thần chú không ơi. Dính đi câu nữa. Ừ, câu đây vòng vòng đây sướng chết đi chảnh câu chi để chừng nào mà nó hết cá với này ha đi chảnh nữa. Thế má gì đâu. Để có gì thì kêu mấy cháu tiếp. Hồi xưa tôi ở chảnh á. Có ai đâu đi. Trời đi trả liền liền không ơi.
Đừng lỡ là khúc dưới này còn tôi đi tuốt trên kia liền liền đi liền liền cái gì. Bắt gì hả? Nè. Bắt đi. Nào. Bịt đâu? Để tôi bịt bự cho mẹ đó nha. Ờ lặng chút. Mày lặng chút cái mấy lấy giật chút. Két ai ăn alo xương không ăn gì. Tự mày biết tự mày đi bắt. Bắt trận. Cá cũng nhỏ nhỏ mà đâu có cá bự đâu. Trời ơi, dễ hoài luôn. Cá nhỏ nhỏ mà. Đã cá đó xương Tết này ai mà ăn cá ông ơi. Thôi thịt bò ngứa lắm. Có thịt heo rừng được không? Thịt heo rừng á. À. Bởi vậy có nhậu được chứ thịt có heo một nanh à. Heo đó ăn lộ hòa đó chắc chết luôn. Trời cái vô đứt nữa trời. Ơi. Cái vô luôn trời. Vô con. Cái gì đâu. Trời tới. Thank you.
Hôm nay mình câu khai trương vậy là cũng vừa nha các bạn. Đó, mình câu tới đây mình nên dẹp bên bờ lên nhà nha các bạn. Ở nhà mình đi lấy đồ nữa. Rồi, dẹp cả nhà. Hôm nay khai trương này cũng có lý chứ các bạn. Đến giờ câu cũng được 2 tiếng đồng hồ, cũng được cỡ 3 kg cá lăng. Để mình lên mình tắt cho cả nhà xem nha. Vô thôi. Bà chứ gì hả? Chắc bà còn đi câu cái gì? Bà chứ gì? Hả? À. Dính vậy. Thì sáng giờ mình cũng xô ra bến mình câu lơ gơ vậy đó nha các bạn. Xong rồi mình cũng bơi vô lưu ghiêu vậy đó. Sát bên nè. Tại hôm nay có một chuyện hơi gấp nha các bạn. Xong rồi. Để mình dọn dẹp xong nha cả nhà. Đây. Ui ơi con ơi. Đây nha cả nhà. Ủa. Sáng mình câu nó nha. 2 tiếng hồ nữa nha. Một tiếng hồ như là nó rất ok nữa nha. Quay cho cả nhà xem nha. Có nha cả nhà. Rất là ok. Đây cả nhà. Cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Quá sướng các bạn ơi. Thì sớm mình câu khai trương là cũng được 2 tiếng hồ nha các bạn. Thì mình bơi ra cái mình câu vòng vòng khu vực bè nhà mình á. Rồi mình tới giờ tới giờ mình đi lấy đồ cái mình nghỉ nha cả nhà. Ok nha các bạn. Vô đây là cũng lúa không nha. Cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha. Lên cả nhà ơi.